Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long vào cuộc kiểm tra phản ánh của hàng chục hộ dân về tình trạng sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua huyện Bình Tân. Người dân bức xúc khi doanh nghiệp phủ phân vi sinh gây ô nhiễm môi trường. Nông sản đồng bằng từng bước vươn xa nhờ làm tốt công tác chuẩn hóa vùng trồng và xúc tiến thương mại. Bằng sự khéo léo, sáng tạo, một nghệ nhân ở Cần Thơ biến que kem, tăm tre trở thành những tác phẩm mang tính thẩm mỹ cao. Thưa quý khán giả, sau nhiều ngày nắng nóng thì chiều nay tại thành phố Cần Thơ đã xuất hiện cơn mưa lớn. Cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ đã giúp cho giải nhiệt oi bức cho khu vực trung tâm của thành phố. Vì thế nên người dân rất phấn khởi, bởi vì nhiều ngày qua nắng nóng kéo dài đã khiến nhiệt độ buổi trưa duy trì từ 35 đến 36 độ. Mưa như rút xuống nội ô thành phố, nhiều tuyến đường như 30 tháng 4, Nguyễn Văn Linh, Hòa Bình, 3 tháng 2 đã bị ngập. Tuy nhiên nước sau đó rút khá nhanh. Theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trận mưa chiều nay được xem như là mưa đầu mùa. Thời gian mưa ghi nhận từ 13h45 đến 15 giờ. Lượng mưa ghi nhận được tại trạm khí tượng Cần Thơ là 32,5 mm. Dự báo mưa sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới, chủ yếu về thời gian chiều tối. Những cơn mưa sau nhiều ngày nắng nóng thường đi kèm với gió lớn, sấm sét và lốc xoáy. Mưa lớn cục bộ còn làm cho các tuyến đường có thể bị ngập, tầm nhìn bị hạn chế. Bà con cần hết sức cẩn thận khi lưu thông trên đường khi mưa lớn. Chuyển sang tin tức khác, sạt lở là nỗi lo của hàng triệu hộ dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó một phần đến từ việc khai thác cát quá mức. Mới đây, hàng chục hộ dân ở Vĩnh Long đã gửi đơn đến VTV Cần Thơ phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua huyện Bình Tân. Sau khi VTV Cần Thơ có phóng sự phản ánh, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã giao cuộc kiểm tra. Đoàn kiểm tra gồm Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Tân đã đến ghi nhận hiện trạng sạt lở và lắng nghe phản ánh của người dân. Các thông tin này sẽ được trình lên lãnh đạo cấp huyện và cấp tỉnh để có hướng giải quyết thỏa đáng. Trước đó, chúng tôi đã có phóng sự phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Hậu thuộc thị trấn Tân Quế, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Nhiều căn nhà, đất đai của người dân đã bị trôi xuống sông. Nguyên nhân một số xà lan nhiều lần vào sát bờ sông múc cát. Quá bức xúc, bà con đã ghi lại cả hình ảnh ngày giờ xà lan vào khai thác cát trái phép ở tại các bờ sông và gửi đến phóng viên của VTV Cần Thơ. Không chỉ có khai thác cát trái phép mà việc ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Trong những ngày qua thì hàng chục hộ dân sống ven sông Dàm Cỏ Đông, đoạn đi qua địa phận xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành của tỉnh Tây Ninh liên tục phản ánh tình trạng nước sông đột ngột chuyển sang màu đen, kèm theo mùi hôi lạ rất khó chịu. Và theo bà con thì mùi hôi gây ra cảm giác ho, gắt cổ, nôn ói nếu phải hít thở lâu và càng nặng vào ban đêm. Lãnh đạo thị xã Hòa Thành và xã Trường Đông đã có chuyến khảo sát, đang kiến nghị các ngành chức năng vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân và truy tìm nguồn thải gây ô nhiễm để xử lý theo quy định. Còn tại Cần Thơ, ô nhiễm môi trường cũng đang xảy ra do việc ủ phân vi sinh từ vỏ trái cây tươi ngay cạnh khu vực đông dân cư. Tình trạng này thì đã khiến cho nước thải tràn trực tiếp qua vườn cây ăn trái của người dân. Mùi hôi chua bốc lên nồng nặc. Phóng viên VTV Cần Thơ đã ghi nhận thực tế vụ việc. Nước đen và sắc kẹo. Mùi hôi chua ngày đêm hành hạ người dân. Hai tuần nay, anh Bảo đứng ngồi không yên bởi nước trong vườn ổi đang cho trái chuyển màu đen kịch, đặc quánh và bốc mùi hôi nồng nặc. Vườn cây không nước tưới, cá chết lên mặt mương. Trồng mặn đó rồi nó qua nó nhiễm, bây giờ không có tưới được, cá nó chết, sập ao hết vậy. Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân khác. Theo bà con, nguyên nhân là nước thải từ bãi tập kết vỏ trái cây phân ủ vi sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn Fatec Toàn Thắng tràn qua. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, mùi hôi chua từ nước thải tra tấn người dân suốt ngày đêm. Chua đỡ gió ngược vậy là đóng cửa tối ngày. Hôi dữ lắm, rồi nước phía sau cũng vậy, đen rồi lùi hực lên, có khi nước đầy thì nó trong trong thì nó đỡ hôi, còn mấy lại dưới hực lên. Ruồi và muỗi bay vô nhà nó bu trong nhà nhiều lắm, dùng biết bao nhiêu là cái miếng mà dán ruồi á, này trong nhà bây giờ mua mấy chục cái vậy đó. Bên trong tường rào này là bãi tập kết vỏ trái cây. Khi thấy phóng viên tác nghiệp, nhân viên công ty này đã ngăn cản và đóng cửa. Theo người dân,
hàng ngày có nhiều xe chở giỏ và hộp xoài tươi về tập kết. Khu vực ủ phân sát khu dân cư nhưng không được che đậy. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Fatech Toàn Thắng thừa nhận có tình trạng nước tràn vào vườn dân và bốc mùi hôi. Nguyên nhân là do những ngày qua xuất hiện mưa lớn, đơn vị không kịp xử lý. Nước mưa thì không thoát được, do đó là công ty bị tràn một cái lượng nước mưa lẫn với các nước rò rỉ qua các cái hộ dân, thì công ty cũng ghi nhận cái tình trạng như vậy. Cách đây 3 năm, khi hoạt động ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, công ty Fatech Toàn Thắng cũng bị người dân phản ánh khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc một doanh nghiệp liên tục bị người dân tố bức tử môi trường thì chính quyền địa phương cũng cần xem xét lại việc cấp phép hoạt động kinh doanh. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì mới đây công ty Fatech Toàn Thắng đã bơm nước ô nhiễm trong vườn của người dân ra ngoài. Tuy nhiên đó chỉ là xử lý phần ngọn của vụ việc. Chúng tôi sẽ theo dõi và phản ánh đến quý khán giả khi có diễn biến mới. Chuyển sang tin tức về tình hình giao thông vận tải. Xe chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo, quán cải phương tiện khi tham gia giao thông là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông. Để chấn chỉnh thực trạng này và nâng cao nhận thức của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi này, ghi nhận tại Đồng Tháp. Lợi dụng đêm tối, không có lực lượng tuần tra, chiếc xe tải chở 30 tấn hàng đã lưu thông qua cầu Xẻo Quýt, có tải trọng chỉ 5 tấn. Hậu quả, cầu đã bị gãy nhịp giữa và sụt xuống nước. Rất may tài xế và phương tiện còn nằm lại trên cầu. Đến nay, tổng chi phí để thực hiện khôi phục lại hiện trạng cầu là gần 700 triệu đồng. Các xe chở quá tải trọng thường hoạt động về đêm trên các tuyến tỉnh lộ hoặc vùng nông thôn. Đó là chưa kể một số lái xe thông báo cho nhau khi phát hiện tổ tuần tra, chuyển đổi khung giờ, tuyến đường để né lực lượng chức năng. Từ thực tế trên, nhiều giải pháp đã được triển khai. Chỉ trong quý 1 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 161 trường hợp chở quá tải trọng, xử phạt số tiền trên 1,5 tỷ đồng và buộc hạ tải đối với các phương tiện vi phạm. Đề nghị mọi người tham gia giao thông, nhất là các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa, khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, nhất là không chở quá trọng tải cho phép của cầu đường, để chúng ta cùng bảo vệ cái hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là ý thức bảo vệ hạ tầng giao thông, tuân thủ pháp luật mà chở đúng tải trọng còn góp phần rất lớn bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân người điều khiển phương tiện và mọi người xung quanh. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip khiến cho người xem thót tim khi một chiếc xe bán tải bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều trên cao tốc ở làn đường cho phép tốc độ 120 km/h. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 5 trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vừa được đưa vào khai thác dịp nghỉ lễ vừa qua. Hình ảnh từ xe gắn camera hành trình cho thấy xe này đang chạy ở làn sát giải phân cách của cao tốc với tốc độ cho phép tối đa là 120 km/h. Bất ngờ xuất hiện tín hiệu nháy đèn từ chiếc xe bán tải chạy ngược chiều hướng từ Dầu Dây đi Phan Thiết, đoạn sông Phan, Ba Bào, tỉnh Bình Thuận. Thời điểm này đường vắng, tài xế xe gắn camera hành trình đánh lái chuyển hướng qua làn đường kế bên. May mắn tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng khi cả hai phương tiện đều di chuyển tốc độ cao trên cao tốc. Theo Nghị định 100 năm 2019 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, sẽ phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 cho đến 7 tháng. Thưa quý khán giả, sau lệnh tạm giam 3 tháng, mới đây, Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 60 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân tổ chức nhiều buổi livestream, thông tin các nội dung không được kiểm chứng liên quan đến đời tư nhiều người. Bị can sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây lùm xùm thời gian qua. Đến nay, Công an đã khởi tố 7 người có liên quan, Nguyễn Phương Hằng được xác định cầm đầu. Liên quan đến vụ việc học sinh đánh nhau tại Vĩnh Long mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Phương Thảo, ngụ phường Cái Dồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, nhóm của Thảo có mâu thuẫn với một học sinh của trường trung học cơ sở thuộc huyện Tam Bình. Đến khoảng cuối tháng 12 năm ngoái, nhóm của Thảo hẹn học sinh này ra đoạn đường vắng
thuộc xã Song Phú, huyện Tam Bình để đánh. Tiếp đó, vào cuối tháng 1 và cuối tháng 2 vừa qua, nhóm của Thảo tiếp tục hẹn em này đến đoạn đường vắng, khu vực gần công viên, khu dân cư Phú Ninh, xã Song Phú, rồi đánh gây thương tích. Sau đó, học sinh này được người nhà đưa đi điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Còn tại Sóc Trăng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa thụ lý vụ án giết người xảy ra vào ngày 3 tháng 5 tại xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, do mâu thuẫn trên Facebook, nên nhóm của Ngô Anh Tùng đã đến và ném bom xăng tự chế vào nhà của Hiệp tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề. Sau đó, nhóm của Hiệp cầm theo hung khí rượt đuổi lại nhóm của Tùng. Đến đoạn cầu Kinh Chùa thuộc ấp Bưng Cà Bốt, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, thì hai nhóm này đã đánh nhau tại đây. Hậu quả, Tùng đã tử vong. Số khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Hiện lực lượng công an đã khởi tố vụ án, tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Kim Ngọc, ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về tội cố ý gây thương tích. Do có mâu thuẫn với một người ở thị xã Tân Châu được cho là tình địch, Ngọc đã rủ một nhóm bạn đến để giải quyết. Trong lúc xô xát, Ngọc dùng dao cạo quơ nhiều cái trúng vào người này gây thương tích. Sau đó hai nhóm xông vào đánh nhau. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tuần lễ chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Mekong Delta sẽ được tổ chức tại Hậu Giang từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5. Hoạt động này do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu sản phẩm, các mô hình, giải pháp chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tổ chức doanh nghiệp điển hình tại địa phương. Tuần lễ chuyển đổi số có các buổi hội thảo với từng chủ đề trọng tâm trong các lĩnh vực như chính phủ số, doanh nghiệp số, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối cung cầu công nghệ, xúc tiến đầu tư vào khu vực công nghệ thông tin tập trung của tỉnh. Qua tuần lễ chuyển đổi số sẽ góp phần đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo cơ hội giao lưu học hỏi với các chuyên gia trong và ngoài tỉnh. Tại tỉnh Cà Mau, thời gian qua, chính quyền các cấp cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Quan điểm thực hiện của địa phương là lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. Người dân khi đến đây chỉ cần nhận dạng khuôn mặt để lấy số thứ tự xếp hàng giao dịch, mà không cần khai báo thông tin hay xuất trình giấy tờ tùy thân. Mọi thông tin công dân đều đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu sau lần đầu đăng ký bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip. Sau khi hoàn thành nộp hồ sơ thủ tục hành chính, công dân cũng có thể theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính bằng cách quét mã QR. Tôi cảm thấy là cái thủ tục hiện tại thì rất là nhanh chóng và thuận tiện. Thì người dân đến thì lúc đầu còn lúng túng, nhưng mà được cái sự hướng dẫn tận tình và công nghệ thì hiện tại ngày càng phát triển thì cảm thấy rất là hữu ích. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới. 83 thủ tục hành chính mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thường xuyên thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được giao cho Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tiếp nhận. Người dân có thể lựa chọn nộp thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, thành phố hoặc tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Trước đây thì tôi phải đi về huyện thì mất thời gian với quãng đường đi, có khi công việc của mình không sắp xếp được. Thì bây giờ là thủ tục này nó thuận tiện hơn thì tôi cũng không cần phải đi về huyện để thực hiện những cái vụ đó. Qua thực tế triển khai tại Cà Mau, các giải pháp, sáng kiến đã phát huy được hiệu quả, giúp cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn của các đơn vị trung bình đạt 99,96%. Mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 99%. Cái tỷ lệ người dân tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên cổng dịch vụ quốc gia về thủ tục hành chính, về tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức hiện nay tương đối là rất lớn. Cũng qua phản ánh kiến nghị của người dân thì tỉnh đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết của trên 1.500 thủ tục trên tổng số 1.999 thủ tục, 990 thủ tục hành chính của tỉnh, thì cái tổng số thủ tục mà cắt giảm thời gian giải quyết là trên 70%.
thì tạo được sự hài lòng rất lớn từ phía bà con nhân dân. Với nhiều sáng kiến được triển khai, Cà Mau hiện xếp thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2022. Tới đây, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp này đến bộ phận một cửa cấp huyện, xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đem đến nhiều tiện ích hơn nữa cho người dân. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố những vấn đề nổi bật trong tháng được báo chí và dư luận quan tâm. Một trong những nội dung được báo chí quan tâm nhất chính là việc kiểm soát các cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo. Tính đến nay, còn 1,1 triệu SIM chưa chuẩn quá thông tin thuê bao đã bị khóa hai chiều. Mặc dù vậy, theo phản ánh, nhiều người dân vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi rác. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, để giải quyết tình trạng này, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông chấp hành nghiêm việc giải quyết SIM rác, phối hợp với Bộ Công an để xử lý mạnh tay, kiểm tra hệ thống ngăn chặn cuộc gọi rác, xử lý nghiêm các đối tượng tiếp tục thực hiện cuộc gọi rác, áp dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng lộ dữ liệu cá nhân. Mục tiêu của các doanh nghiệp đấy là doanh thu, là lợi nhuận. Để mà ngăn chặn cuộc gọi rác một cách hiệu quả thì các doanh nghiệp cũng phải đồng lòng, đồng thuận vào cuộc với tinh thần là hết sức nghiêm túc. Chỉ cần một doanh nghiệp lơi lỏng để mình có lợi nhuận thì các doanh nghiệp khác cũng sẽ làm theo. Xuất khẩu là đích đến của các quốc gia để gia tăng giá trị sản phẩm. Ở vùng trọng điểm nông nghiệp của nước ta là đồng bằng sông Cửu Long thì nhiều mặt hàng chủ lực cũng đã đảm bảo đầy đủ điều kiện để xuất khẩu sang các thị trường lớn như là châu Âu, Mỹ và đặc biệt là Trung Quốc. Những năm gần đây, nước ta tiếp tục đón nhận tin vui khi Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch một số loại nông sản vào nước này. Tính đến nay, có 13 sản phẩm của ngành nông nghiệp được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc như thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, vải, chanh dây, sầu riêng, khoai lang. Đây là cơ hội để người nông dân đồng bằng sông Cửu Long nâng cao thu nhập bởi các loại trái cây đang là thế mạnh sản xuất của vùng. Và theo các chuyên gia, dù Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép nhập khẩu nhiều loại nông sản, nhưng thị trường này không còn dễ tính như trước. Để xuất hàng qua nước này thì các loại nông sản phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật như là truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua mã vùng trồng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nằm ở ngưỡng cho phép của nước bạn. Vì vậy, để xuất khẩu được thì việc chuẩn hóa vùng trồng đóng vai trò quan trọng. Các địa phương đã tập trung hướng dẫn nông dân đảm bảo các yêu cầu này. Những diện tích của hợp tác xã bưởi Năm Roi Da Xanh Kế Thành đang áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hai mã số vùng trồng cũng đã được cấp. Các xã viên đều tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn từ ngành nông nghiệp để tạo đầu ra thuận lợi hơn. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để hướng tới xuất khẩu. Khâu quan trọng nhất là cái khâu an toàn thực phẩm. Ví dụ như tôi nói cho chú nghe, mình sản xuất ra, mình đừng nghĩ mình bán cho người ta ăn đi, không đâu. Mình chủ nhà, chủ vườn, mình đi mình ăn trước người ta. Nếu không an toàn là mình chết trước. Công ty này có chuyến khảo sát toàn bộ mã số vùng trồng bưởi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trước khi ký kết bao tiêu sản phẩm. Yêu cầu cao nhất là về chất lượng và mẫu mã phải đạt theo tiêu chuẩn. Tuy chưa tham gia xuất khẩu chính thức, nhưng theo công ty, việc chuẩn hóa vùng trồng là công đoạn quan trọng đầu tiên trước khi tính đến đường dài. Chúng tôi muốn những lô hàng mà đầu tiên đạt chuẩn theo yêu cầu của đối tác, thì những lô hàng kế tiếp theo, chúng tôi cũng trao đổi cụ thể với bà con nông dân là chúng ta phải phát triển về chất lượng bền vững, những cái lô hàng nó phải đều nhau. Hay như mặt hàng sầu riêng, người dân đã quen dần với các yêu cầu từ phía nhà nhập khẩu Trung Quốc. Đối với bà con canh tác theo truyền thống thì tuyển bứt trái để dành dưỡng chất tập trung cho những trái còn lại là quyết định rất khó khăn. Nhưng khi tham gia xuất khẩu, bà con hiểu được lợi ích khi thực hiện quy trình chung của hợp tác xã nhằm đảm bảo chất lượng. Cái nhánh đó mình để 5 trái, nhưng mà mình cắt hết 3 trái thì còn 2 trái là sản lượng nó là tăng lên, mà nó là chất lượng nó cũng cao hơn nữa. Còn mình để mà nó nhiều quá thì chất lượng không có, mà luôn cái trái cũng không ngon, không ngọt, không đẹp nữa. Có nhiều quốc gia xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Vì vậy, chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu để tăng sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam. Hiện nay bà con nhà vườn đang tập trung sản xuất ra những trái sầu riêng sạch, an toàn, đồng đều như thế này để phục vụ thị trường xuất khẩu. Khi đã chuẩn bị dùng nguyên liệu đạt chuẩn về diện tích, chất lượng và sản lượng, ngành chuyên môn ở các địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm để đưa nông sản xuất ngoại.
Đó cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều mặt hàng nông sản của nước ta nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng xuất sang nhiều nước trên thế giới. Câu chuyện sau đây là minh chứng. Mười bốn doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã có chuyến khảo sát trực tiếp tại đồng bằng sông Cửu Long. Tại nơi đến, các đơn vị này tập trung tìm hiểu kỹ về quy trình canh tác để sản xuất ra các mặt hàng nông sản chủ lực. Từ đó có cái nhìn toàn diện hơn để tiến tới hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực này. Chúng tôi đã tham quan khu vực chế biến các sản phẩm từ trái sầu riêng, thanh long. Sau chương trình lần này, chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động nhập khẩu đối với các sản phẩm từ trái sầu riêng, thanh long, xoài. Thị trường Trung Quốc hiện đang có nhu cầu cao. Mỗi năm, Trung Quốc nhập khẩu gần 10 tỷ đô la nông sản từ Việt Nam. Việc tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản trong nước. Đây cũng là cơ hội để ngành nông nghiệp các địa phương hiểu rõ hơn về những yêu cầu từ phía khách hàng. Xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc vẫn chiếm một tỷ trọng rất là lớn, trên 80%. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Trung Quốc và tham gia vào các cái hội chợ và các cái sự kiện thương mại tại Trung Quốc để làm sao mà giới thiệu các cái sản phẩm nông thủy sản của Trị Giang, đặc biệt là cái sản phẩm trái cây. Trong những cái tháng mà đầu năm của 2023 thì cái xuất khẩu trái sầu riêng, một số sản phẩm trái cây của Việt Nam và đặc biệt của Tiền Giang và thị trường Trung Quốc rất là thuận lợi với cái giá rất là cao. Thiết kế những cái chương trình hành động cụ thể từ cái khâu đầu đến khâu cuối và đồng thời là sẽ thiết lập một cái không gian quảng bá sản phẩm nông sản Việt Nam tại Sơn Đông, là cái phía bắc của Trung Quốc, nơi mà rất thiếu các cái hàng nông sản, lương thực thực phẩm của chúng ta xuất khẩu sang. Kể từ khi mở cửa trở lại sau đại dịch Covid, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia đều đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Để tăng tính cạnh tranh, ngoài việc xây dựng các cơ chế chính sách thông thoáng hơn cho xuất khẩu nông sản, thì chúng ta cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.